Dự báo thời tiết các tỉnh Nam Bộ nắng nóng gay gắt 37 đến 38 độ sau dịp Tết Nguyên đán 2024. Vậy thì càng có lý do để sắm ngay một chiếc quạt tuần hoàn không khí Kihil F4. Quạt Kihil F4 sở hữu thiết kế đặc biệt với 2 lớp gồm 21 cánh quạt lá. Như này thì có hít bao nhiêu drama thì trong phòng vẫn luôn tươi mới và thoáng đãng, mang tới một luồng gió dịu dàng và dễ chịu như là gió trời, đảm bảo sẽ không gây nhức đầu hay là khó chịu sau một thời gian dài sử dụng quạt. Ngoài ra, với khả năng cung cấp lượng gió lên đến 1.335,4 mét khối trên một giờ, có thể làm mới không khí trong phòng 20 mét vuông khoảng 22 lần mỗi giờ. Bên cạnh đó thì quạt tuần hoàn không khí Kihil F4 còn được trang bị thêm cả bộ phát ion âm tích hợp. Với thiết kế này thì sau khi thu gió và phân tán rộng ra, gió sẽ được lan truyền mềm mại khắp cả phòng, mang lại cảm giác thoải mái và tự nhiên. Ion âm mang lại nhiều hiệu quả như tiêu diệt vi khuẩn, loại bỏ bụi, cải thiện giấc ngủ, kích thích quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và nhiều hiệu quả khác. Thoải mái điều chỉnh quạt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ 45 độ đến hẳn 120 độ. Chưa hết, quạt Kihil F4 còn sử dụng động cơ không chổi than DC cho quạt hoạt động một cách êm dịu, không gây tiếng ồn, kết hợp với biến tần cảm ứng nhiệt độ trong chế độ giấc ngủ. Kihil F4 có thể tự động giảm tốc độ gió khi ngủ vào ban đêm. Quạt có thể điều chỉnh đến 6 mức độ gió. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng điều chỉnh các nút trên thân quạt hoặc điều khiển bằng remote. Mùa hè thì hay cấp điện ha ta. Một điểm ăn tiền ở em quạt này đó chính là pin sử dụng lithium cho thời gian sử dụng lên đến 15 giờ. Pin có dung lượng lớn lên đến 5.000 mAh. Quạt Kihil F4 có thời gian sử dụng lên đến 15 giờ ở mức độ gió 1. Ngoài sắm quần áo mới để đi du lịch, sắm bikini ở đi biển thì bạn biết mùa hè này bạn phải sắm thêm gì rồi đó.